Hello mọi người đã quay trở lại video ngày hôm nay của Hoàng. Hôm nay Hoàng xin hỗ trợ một bạn có cái nick tên rất là đẹp bằng chữ Trung Quốc nha. Bạn đó có bình luận và nhờ mình ghép cho bạn đó cái cầu thang rích rắc với cái chiều cao nhà 3m9 và bề rộng là 2m3 và bề ngang là 3m5. Thì hôm nay ở cái video này Hoàng xin chỉ bạn đó cách ghép cầu thang và tất cả mọi người xem và cùng nhau tham khảo, bình luận góp ý để cùng nhau phát triển nhé. Ở chỗ nào đúng thì mọi người bình luận là đúng, chỗ nào sai thì mọi người bình luận là sai để cùng nhau sửa và phát huy thêm nhé. Để chỉ bạn đó cách ghép chi tiết thì mời mọi người đi vào video với em Hoàng nhé. Để đầu tiên đi vào hướng dẫn chi tiết cho mọi người cái cách ghép cái cầu thang này thì mình sẽ nói về cái dạng cầu thang mà bạn đã yêu cầu mình thiết kế cái mặt bằng cho bạn. Thì ở đây thì cái dạng cầu thang này là dạng cầu thang một chiếu nghỉ vuông và một chiếu nghỉ hai bậc chéo nha, cầu thang rích rắc. Thì với cái chiều cao nhà là 3m9, rộng 2m3, ngang 3m5 và cái mặt bậc của bạn là 25, cổ bậc là 15,6 ly và tổng là 25 bậc. Thì mình tính cho bạn được cái bề rộng 2m3, thì ở đây chiếu nghỉ của bạn một chiếu nghỉ 1m và 30 phân ở giữa là một bậc vuông ở giữa nữa đấy, và hai cái bậc chéo của chiếu nghỉ thứ hai là 1m thì là nó sẽ hết 2m3 cho bạn. Tiếp theo cái chiều ngang của bạn là 3m5 thì 1m chiếu nghỉ còn 10 bậc vuông này nó là 2m5 thì là cái cầu thang của bạn là hết 3m5 cái bề ngang. Bề rộng 2m3, bề ngang là 3m5. Thì qua cái sơ đồ mặt bằng này thì mình sẽ đi vào cái mặt cắt chi tiết để hướng dẫn bạn và mọi người có thể là biết cái cách ghép cái cầu thang này. Đầu tiên mình sẽ đi vào hướng dẫn bạn ghép cái cầu thang rích rắc này nhá. Đầu tiên cái trượt đi lên của bạn nó sẽ có 10 cái mặt bậc vuông. Đấy, 10 cái mặt và cái 11 cái cổ. Thì 11 cái cổ ở đây mình sẽ lấy 11 cái cổ này nhân với cái cổ là 15,6 ly. Thì mấy 11 bậc này thì nhân với cái 15,6 ly này thì là nó được 1m71,6. Thì bạn sẽ trừ đi 10 cm bê tông thì là nó sẽ còn là 1m61,6. Thì bạn đo từ cái góc 0,0 lên tới cái góc tường này, cái cạnh góc tường này bạn vạch vào cái tường này cho mình. Đấy. Nếu không có tường thì bạn sẽ vạch vào cái thân cây. Sau đó là bạn đóng cho mình cái chiếu nghỉ này từ góc tường này sang đây là 90 cm. Đấy. Bạn đóng cho mình là 90 cm, xong bạn đánh thăng bằng, bạn đóng hoàn hoàn thiện cái chiếu nghỉ số 1 bậc số 11 này là 1m61,6. Sau khi đã đóng được 1m61,6 này rồi thì bạn sẽ phải đi ghép cái rích rắc đầu tiên cái bậc số 1 để làm sao mà bạn lấy được cái vị trí của cái bậc số 1 này. Thì bạn sẽ phải tính được cái bề ngang của nó, bề ngang của cái gian nhà này là 3m5. 3m5 thì bạn sẽ đo từ cái góc tường này, từ cái góc tường của cái chân tường này sang từ cái vị trí trượt đi lên của bạn từ bậc số 1 nó là 3m5. Nhưng mà bạn đo sang 3m5 bạn trừ lại cho mình thụt lại 10 cm bê tông thì là nó còn 1 3m40. Đấy, thì bạn đo từ bên góc tường này sang tới cái chỗ điểm này bạn vạch vào nền và vạch vào cái nền hoặc là vạch vào cái bức tường của bạn là 3m40. Xong bắt đầu bạn dựng cho mình cái cổ 15,6 cm và cái mặt 25. Đây, bạn sẽ đi đóng cái cổ bậc đầu tiên là 15,6 cm. Sau đó bạn đóng được cái cổ bậc rồi, bạn lại đóng cho mình cái mặt bậc là 25 cm. Thì là bạn sẽ hoàn thiện xong được cái bậc đầu tiên. Tiếp theo mình sẽ đóng cái rích rắc thứ hai thì mình đã cũng chưa đóng cái cổ 15,6 và mặt 25. Bạn chưa đóng lần lượt lên cái rích rắc số 2 và rích rắc số 3 cho đến cái rích rắc số 10. Tới đã đóng khi nào mà cái bậc số 10 của bạn ấy nó tới cái vị trí chiếu nghỉ lúc đầu tiên mà bạn ghép là bạn đã hoàn thành một cái trượt rích rắc đầu tiên lên rồi nhá. Đấy là cái trượt số 1. Đấy, trượt số 1 này thì bạn đã đóng xong rồi, hết cái rích rắc này rồi và chiếu nghỉ này ghép được rồi. Thì bạn sẽ hoàn thiện được cái trượt đầu tiên là trượt số 1.
Và trước khi bạn đóng cái cổ bậc số 1 này ấy, thì bạn nhớ đánh thăng bằng cái cốt 00 từ bên này sang bên này nhá. Đấy, xong bạn mới dựng cái cổ 15 cm/6 này nhá. 6 ly này nhá. Thế để vì sao phải đánh thăng bằng cho nó chuẩn, thì mai kia bạn đóng hết toàn bộ cái bậc zigzag này thì lên tới cái vị trí ống nghỉ này, vị trí chiếu nghỉ này thì là nó mới đều nhau nhá. Tất cả các cổ và các mặt mới đều nhau. Đấy, trong lúc ghép những cái mặt và các cổ này thì các bạn nhớ phải đánh đánh thăng bằng lại các cái zigzag nhá, sao cho nó chuẩn nhá. Sau khi đã ghép được cái chiếu nghỉ đầu tiên này rồi, sau khi đã ghép được cái chiếu nghỉ vuông số 1, bậc số 11 rồi, thì mình sẽ tiếp tục đi ghép cái bậc số 12 và hai bậc chéo này. Thì cái bậc số 12 ấy, cái bậc số 12 là cái bậc vuông tiếp theo ở đây. Cái bậc vuông tiếp theo ở đây thì bạn sẽ lại đóng tiếp tục đóng cái cổ cái bậc vuông ở đây này. Đấy, cái bậc số 12. Cái bậc số 12 là cái bậc vuông đây là cái trượt đi lên của bạn đúng không? Thì tiếp theo từ cái trượt này nó sẽ bước lên một cái bậc vuông nữa, bậc vuông zigzag nữa, thì bạn lại tiếp tục ghép cho mình một cái cổ 15,6 và mặt 25. Bạn đo từ cái góc trượt này. Đấy, từ góc trượt này sang từ cái vị trí này là 90 cm, và cái trượt đi lên đây. Đây này, bạn đóng từ đây sang đây là 90 cm. Đấy, còn cái chiều mà từ bên này, đây, từ bên này sang thì là bạn phải đóng 1 m, 13 cm. Đấy, cái trượt đi lên, từ cái trượt 1 đi lên thì bạn đóng từ cái góc tường này ra là 90 cm thôi. Còn từ cái góc cạnh trượt này bạn đi vào cái bậc vuông ở giữa, bậc ngôi số 12 này, và đóng cho mình 1 m 13. Mai kia bê tông nó nảy lại thì nó còn là 1 m 03 là chuẩn nhất nhá, là đẹp nhất, cái zigzag của bạn nó sẽ được đẹp nhất. Sau khi bạn đóng cái đo ra từ đây ra đây là 1 m 13, bạn dựng cái cổ 15 và cái mặt 25 đó, bạn ghép lại, ghép tiếp tục ghép cái zigzag của bậc số 12. Sau khi ghép được cái zigzag của bậc số 12 rồi thì bạn sẽ đi vào ghép cái bậc số 13. Thì ghép vào cái bậc số 13 thì bạn lại tiếp tục ghép như ghép cái bậc số 13 thì bạn tiếp tục ghép như cái chiếu nghỉ số 1. Bạn cũng lại đóng cho mình một cái zigzag cái cổ 15,6. Sau đó là bạn đóng thành một cái sàn vuông. Đóng đánh đánh đóng thành một cái sàn vuông 90 cm. Giống y như cái chiếu nghỉ số 1 này. Đấy, bạn đóng hoàn thiện một cái zig zag của cái bậc số 13 này. Bậc số 13 này nó là bậc chéo nhưng bạn chưa đóng hết vuông cho mình. Bạn mới đóng thì bạn chưa đóng hết vuông này cho mình. Đấy, đóng vuông hết xong cái bậc số 13 này, zig zag số 13 này rồi, xong bắt đầu bạn mới lấy một tấm ván, bạn đóng điểm chéo. Đấy, bạn làm một tấm ván dựng chéo vào thế này. Sau đó bạn lại đo lên cái cổ 15,6 cm tiếp, cái cổ zig zag tiếp theo của bạn. Bạn đo cái cổ zig zag 15,6 cm, xong bạn đặt cái tấm ván nghiêng cái này. Đấy, xong bạn lại hoàn thiện cái mặt của bậc số 14 này. Đấy, vì ở dưới cái mặt của bậc 13 này nó đang thì là tất cả là đều là vuông hết rồi. Đấy, bạn chỉ cần chồng cái một cái cổ lên và bạn đóng tiếp cái bậc chéo số 14 này nữa. Đấy, là bạn hoàn thiện theo xong cái zig zag bậc số 14. Sau khi bạn hoàn thiện xong cái bậc zig zag số 14 thì bạn lại tiếp tục đặt một cái tấm ván ngang zig zag tiếp theo để bạn chồng lên thôi, chồng cái bậc số 15 lên thì cũng lại dựng cái cổ 15,6 lên thôi, và mặt 25 bạn chỉ lại lần lượt đóng lên tới mặt sàn thôi. Đấy, cứ lần lượt đóng xong lên tới mặt sàn thôi. Cái quan trọng là bạn nắm được cái cốt của cái chiếu nghỉ độ số 1. Từ cái cốt chiếu nghỉ số 1 bạn sẽ đóng được cái trượt số 1. Và sau khi bạn đóng được cái trượt số 1 và cái chiếu nghỉ số 1 rồi thì bạn sẽ đóng cái bậc zigzag ở giữa là bậc số 12. Được cái bậc số 12 zigzag rồi, bạn mới tiếp tục đóng cho mình hoàn thiện cái bậc chéo đầu tiên là bậc zigzag số 13. Sau khi đóng được cái zigzag số 13, bạn mới lại chồng lên để đóng cái zigzag số 14. Vì mình đã có cái số đo chuẩn của cái chiếu nghỉ số 1 này rồi thì mình cứ thế là chồng zigzag lên thôi. Chồng chữ cổ 15,6. Cổ bậc của nó là 15,6 ly thì mình cứ chồng 15,6 ly lên. Mặt bậc của nó 25 thì mình cứ chồng mặt bậc 25 lên. Chỉ có cái bậc chéo này là một cái bậc chéo này này thì mình chia đôi ra. Đấy, là mình đóng hoàn thiện lại hai cái bậc chéo này là ok. Đấy, nhớ đặc biệt cái phần ghép cầu chi tiết của cái cầu thang này để hỗ trợ bạn và tất cả các bạn ghép cái cầu thang zigzag này, nó rất là đơn giản.
chỉ cần nắm được cái vị trí ống chiếu nghỉ này thì mình đóng được cái trượt số 1 này, đóng được cái trượt này thì mình chỉ việc lân lên cái trượt số 2 là xong. Đấy, thì mình cũng chúc tất cả các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau, hỗ trợ tất cả các bạn trong video lần sau nhé. Thì hãy nhớ đăng ký like và ủng hộ kênh mình nhé.